Nay ca đây bán ổn định chưa cô? Khách hàng người ta quen cái vị trí mình chưa hả? À vậy hả? Vậy đó hả cô? Dạ. Mình ra đây bán được không hả cô ạ? À vậy hả? Ra đây thì đỡ hơn ha. Dạ cảm ơn các cô ha. Chúc các cô mua may bán đắt. Sức sống và số 0 xin mến chào quý cô chú, anh chị cùng các bạn thân mến. Ra phía sau chợ nè cả nhà xem nè. Chỗ này là bị đuổi hết trơn à. Những cái quầy ăn uống hồi trước ở đây bán cũng nhiều lắm nè. Nhiều bây giờ nè. Trống lỏng hết trơn rồi cả nhà ơi. Con đường này trước kia chỗ này đã bán trái cây, là nguyên mặt hàng trái cây ở đây dài lên đông lắm. Bây giờ chỗ này người ta trống lỏng hết trơn rồi. Còn mấy cái sạp ở nằm người ta ép ép vào trong người ta bán rồi. Mấy cái chỗ nó giờ thoáng trống quá. Ngoài này thì cũng có bán nhiều lượt khô nữa. Cũng có lắc lác sập mắm bán nè. Các loại dưa, dưa kiệu, kim chi. Ở ngoài này thì lại thương người hơn á. Đây là chợ mới nè. Nhiều bà con nói nhiều khi người ta không có chịu ra bên này nữa. Còn lại người ta để trong lề ngay chợ cũ ta bán. Ngoài này là không gian của chợ mới. Ngay đây thì có cái lối vào khu rau củ quả thủy hải sản. Đây là con đường Trần Hưng Đạo bên ngoài nè cả nhà. Khu B. Và xung quanh đây bên ngoài thì cũng có bán đồ ăn nữa nè. Rau củ quả, hải thủy sản, tôm cá, thịt thì tập trung giờ ra đây. Nó nằm bên bờ sông luôn. Ra đây thì sẽ thấy nó nhộn nhịp hơn trong kia nha. Trong kia thì tập trung khách du lịch nhiều. Còn đây là người dân địa phương, người ta đi chợ, đi người ta đi chợ mua đồ ăn hàng ngày thì đi ra khu vực chợ này. Wow, ra đây thấy đông vui hơn ở trong kia ha. Sao Tết này bán được không chị? Hơi chậm hơn. Dạ. À, tức là người ta chưa biết vị trí mình bán ha. Dạ, dạ, cảm ơn, cảm ơn. Cũng đúng đó cả nhà, vì khi mà di chuyển một cái chỗ mới để buôn bán á, đó là khách hàng ta chưa quen được cái vị trí của mình ngồi ở đâu. Nên mọi người nhiều khi mua người ta tìm hơi lâu á, khi nào người ta quen rồi người ta mới biết cái người bán ở vị trí nào mà người ta đến mua cái mặt hàng đó. Nên nhiều bà con buôn bán người ta cũng ngại di chuyển cái chỗ buôn bán vì người ta đã quen cái chỗ đó rồi, khách hàng cũng thân thuộc nữa. Rồi di chuyển đi một cái là khách hàng cũng thân quen, người ta kiếm nó hơi khó khăn. Một bên đây là không gian bán thịt. Một bên này bán rau cải. Cũng hợp lý quá ha. Gần sông thì nó cũng tiện nữa.
Chợ Châu Đốc này là cả nhà biết là khá là lớn luôn rồi, thực phẩm rất là nhiều, dồi dào nữa. Dạ, cải bầu bí ngon lắm cả nhà ơi. Thịt cá đâu quá chừng nhiều luôn đó cả nhà. Nhà lòng chợ bên trong là bố trí cũng khá là rộng luôn á, thoáng. Sáng bên là bờ sông, ta nghĩ nó cũng tiện cái việc mà mua bán di chuyển hàng hóa, cặp bờ sông người ta di chuyển ở đây nó cũng dễ dàng hơn. Đi nữa tới trước nữa là khu vực tập trung gian hàng bán trái cây. Để sang khảo sát một số mặt hàng trái cây đây, có nó có rẻ như ở Sài Gòn hơn á. Đây là sợi cắt chu nha. Sợi cát nó bao nhiêu ký hả cô ạ? 25.000 đồng ký. Ồ, cũng 25.000 đồng ký. Chợ mới này mình bán được không hả cô hả? Chợ mới này mình bán được hơn so với trong không ha? Gì à? Dạ, con cảm ơn cô. Chỗ này trái cây bán cũng nhiều á, mà giá hầu như nó cũng mềm đó cả nhà ơi. Ô hồ quá xá trái cây đây luôn rồi nè. Bông phận thọ. Bạn cầu sim nè. Trái to lắm cả nhà. Mít Thái, nho Úc 80.000 đồng một ký. Đây, có sạp của các cô cũng có để giá tiền. Nghe giảng đó cô. Mè Thái này một ký 60.000 đồng. Rồi đến đây là đã hết cái khu chợ trái cây rồi cả nhà. Bên kia còn một sạp bán nữa.
chợ này thịt cá luôn. Thịt heo nhiều quá chừng luôn á. Còn đây là khu vực bán cá, các loại cá biển, cá nước mặn, cá nước ngọt. Nhìn cũng thấy khá nhộn nhịp đó cả nhà. Ngày thứ bảy thì bà con đi chợ còn đông hơn hôm nay nữa. Sao Tết này bán đỡ không cô hả? Đỡ quá chắc rồi. À vậy hả? Ngày thứ bảy chủ nhật có đông hơn hôm nay không? Thứ bảy thì đông hơn mọi hôm chút. Dạ, thứ bảy chủ nhật thì đông hơn hôm nay chút hết cô hả? Cảm ơn cô. Ở bên đây cũng là cái khu vực bên trong bán cá này cả nhà. Xôi sầu riêng, nguyên muối sầu riêng để trong chuối chiên nè, rồi có khoai chiên nữa. Ngay đây là bến xe luôn cả nhà.